là các ngươi ép trẫm làm hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng không đồng ý, bây giờ thần sẽ đi nói với Châu Nhi, thần đã nuốt lời. Quay lại. Còn có cách nào khác nữa không? Hoàng thượng, đến bây giờ, cho dù người đồng ý thì cũng chưa chắc Thái hậu sẽ đồng ý. Cô, Vinh Nhi, con có chuyện gì muốn nói sao? Nói đi. Cô, Liệt Nhi muốn cưới Châu Nhi cô nương. Cưới ai? Châu Nhi cô nương, mong cô tác thành. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi. Con nghĩ kỹ như thế nào? Nói cô nghe thử. Cô, Châu Nhi cô nương rất khả ái, Điệt Nhi cũng rất thích cô ấy. Lúc đầu không đồng ý là bởi vì sợ hoàng thượng sẽ ghi hận. Nghe nói cô muốn gả Châu Nhi cô nương cho người khác. Giờ thì hoàng thượng không hận Điệt Nhi được nữa rồi. Cha con có biết không? Điệt Nhi chỉ nghe cô thôi. Vinh Nhi, con lại đây. Cả cuộc đời cô hối hận nhất là hai chuyện. Một là không nên để cha con coi hậu cung là nhà. Hai là không nên để con cũng coi hậu cung là nhà. Vương công công. Dạ. Khởi giá. Phu nhân, tôi đã gặp hoàng thượng rồi. Hoàng thượng có khỏe không? Hoàng thượng đã lớn rồi. Lần trước gặp hoàng thượng là khi tiên đế vẫn còn sống. Lúc ta xuất cung, hoàng thượng vẫn còn là một đứa trẻ. Bao Trừng, ngươi có nhắc đến ta với hoàng thượng không? Thân phận của người vẫn chưa được xác định. Bây giờ ngươi có thể đưa ta vào cung, đưa ta gặp Lâm công công, xác nhận thân phận của ta. Phu nhân, người đừng vội nóng lòng. Bây giờ thời cơ vẫn chưa thỏa đáng. Điều quan trọng trước mắt là để Bao Trừng làm rõ ràng chân tướng hỏa án. Như vậy mới bảo đảm được an toàn cho hoàng thượng. Phu nhân, hoàng thượng biết thân phận của người không? Ta cũng không tiện nói ra. À, đêm trước khi xuất cung, hoàng thượng đột nhiên chạy đến lãnh cung nhốt ta. Nhìn thấy ta thì rơi lệ. Người hãy kể chi tiết tình hình hôm đó. Hoàng thượng. Ta biết chứ. Trong lòng hoàng thượng nhất định biết rõ ta là mẹ ruột nó. Bao Trừng, người có gặp được Trần Lâm công công không? Không có. Người đang ở bên cạnh hoàng thượng bây giờ là con trai của Du Mật Sứ Trương Đại Nhân, tên Trương Tử Vinh, con trai của Trương Đức Lâm. Vậy Trần Lâm công công đâu? Trần Lâm công công đã không còn ở bên cạnh hoàng thượng nữa. Nghe nói ông ấy bị nhốt trong phòng tạp dịch. Tôi không có cách nào gặp được. Bao Trừng, nếu như Trần Lâm công công chết thì sẽ càng không có ai chứng minh thân phận của ta. Phu nhân, tôi sẽ nghĩ cách gặp được Trần công công. Người đi nghỉ trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Vũ Nhu cô nương.
Phó thống lĩnh cấm quân Vương Thủ Trung giam cầm Doãn Đại Nhân tối qua đã mất tích ở phủ Khai Phong. Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hắng đều bị coi là nghi phạm, bị nhốt vào đại lao ở cùng với Doãn Đại Nhân. Bọn họ nghi phạm. Tối qua chỉ có mình ta ở trong phủ Khai Phong. Có người muốn hãm hại ta. Cái gì? Huynh nói ai muốn hãm hại huynh? Rất có khả năng là Hạ Hoài Mẫn làm. Hạ Hoài Mẫn? Làm sao huynh biết được? Lời giá họa cho ta của Hạ Hoài Mẫn đã để lộ sơ hở. Hắn nói tối qua Vương Thủ Trung không hề rời khỏi phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong tường cao ngõ sâu, cấm quân thủ vệ nghiêm ngặt. Vương Thủ Trung võ công cao cường, nếu thật sự có người dễ dàng bắt cóc hắn mà không gây ra động tĩnh gì, không nghĩ sẽ là ai? Vậy nhất định là người võ công cao cường, giống như sư phụ ta rồi. Cấm quân, chính người của bọn họ. Hạ Hoài Mẫn sao lại muốn hãm hại Vương Thủ Trung? Hôm đó Vương Thủ Trung ám thị cho ta Hạ Hoài Mẫn có manh mối, giữa bọn họ nhất định có bí mật. Vương Thủ Trung là một nhân vật mấu chốt của hòa án, tìm được tung tích của hắn rất quan trọng. Nhưng Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, bọn họ đều bị nhốt vào đại lao. Ta đi tìm. Vinh Nhi muốn cưới ngươi là chủ ý của ai? Trả lời ai ra? Là chủ ý của Hoàng thượng sao? Không phải. Vậy thì là Vinh Nhi rồi. Nói mau. Là dân nữ cầu xin Trương công tử. Là Hoàng thượng cho ngươi cái gan chống đối với ai ra sao? Thái hậu nhất định bắt dân nữ lấy chồng, dân nữ tình nguyện gả cho Trương công tử. Hoàng thượng không biết chuyện này. Không biết? Người tưởng ai ra sẽ tin sao? Các người đang diễn trò mèo vờn chuột cho ai ra xem. Được thôi, con chuột này càng đùa thì con mèo sẽ càng hứng thú. Ai ra cũng như vậy. Ai ra cũng muốn hưởng thụ dư vị mèo bắt chuột. Các người vào đây hết đi. Những thứ này là của hồi môn của ngươi. Ai ra không thể xử tệ với người nhà. Ngày mai sẽ sai họ đón ngươi xuất cung. Hạ thống lĩnh, ra đi. Tôi đi giết cha con Trương Đức Lâm. Ta vừa mới từ chỗ Trương Đức Lâm về. Ngài giết bọn họ rồi à? Trương Đức Lâm muốn ta giết ngươi. Vương Thủ Trung, quả thật bản quan coi thường ngươi rồi. Ngươi học được cách mượn đao giết người khi nào vậy? Đại nhân, ngài không thể tin Trương Đức Lâm. Là hắn mượn đao giết người. Hắn khiến chúng ta tàn sát lẫn nhau. Ngài không thể mắc bẫy hắn được. Ta không mắc bẫy hắn thì sẽ mắc bẫy ngươi. Ngươi nói ta nên mắc bẫy ai đây? Vương Thủ Trung, bây giờ ngươi là một con thú điên vì đói, bất cứ xương gì cũng muốn gặm. Ngươi quá xảo quyệt rồi. Trương Đức Lâm muốn giết ngươi diệt khẩu, ngươi liền nói cho ta biết bí mật. Như vậy ngươi và ta sẽ cùng gánh chịu mối nguy này. Nếu như ta giết ngươi thì bí mật này chỉ có mình ta biết. Như vậy mối nguy này chỉ có một mình ta gánh. Đại nhân, cuối cùng ngài đã tính nợ rõ ràng rồi. Đại nhân, nhưng có một món nợ ngài vẫn chưa tính. Thuộc hạ đã kéo ngài xuống nước rồi. Nếu bao trưởng tìm ra là cấm quân tự ý thả người vào cung, thì ngài giết chết tôi, ngài càng không thể nói rõ. Nỗi oan ức này ngài gánh chắc rồi. Cho nên đại nhân, bây giờ ngài không những không thể giết tôi, mà còn phải ngăn bao trưởng tìm ra chân tướng.
Bây giờ tôi chính là một củ khoai lang bỏng tay. Nhưng ngài vẫn phải giữ chặt trong lòng bàn tay ngài. Vương Thủ Chung, bây giờ ngươi không phải là khoai lang bỏng tay. Ngươi chính là một đống phân trâu. Ta sẽ không bao giờ nâng niu ngươi. Ngài muốn giết tôi thật sao? Ta sẽ không giết ngươi. Ta đã nói chúng ta sẽ không tàn sát lẫn nhau. Mượn đao giết người. Ta cũng biết. Đại nhân, tôi vẫn chưa nói xong. Đại nhân, nghe tôi nói. Hoàng thượng, Ích Nhi, không cần nói nữa. Trẫm biết hết rồi. Trẫm hận mình quá bất lực, không bảo vệ được muội. Bất lực là vì chúng ta vẫn còn quá yếu. Tuy chúng ta đã lớn, nhưng sức mạnh vẫn chưa lớn. Muội không muốn dùng cái chết phản kháng. Nhưng câu nói mèo bắt chuột của Thái hậu đã thức tỉnh muội. Chúng ta đi xuống ruộng cùng với gia gia muội, học trồng hoa màu, học lấy học vấn. Lúc đó chúng ta chơi đùa không lo nghĩ. Khi mệt thì chúng ta nằm trên một cái giường, không bị trói buộc, ôm nhau mà ngủ. Khi trời nóng thì chúng ta cùng xuống sông tắm. Trên người không mặc gì hết nhưng không hề kiêng dè. Đó là ngày tháng vui nhất của ta. Đó cũng là ngày tháng vui nhất của muội. Những ngày tháng đó ra đi không trở về, sau này cũng sẽ không còn nữa. Ích Nhi, trước khi gia gia muội mất, đã nắm tay muội nói, cuộc đời mỗi người có những ngày tháng vui vẻ, cũng có những ngày khó khăn. Không thể chỉ muốn hưởng niềm vui, phải học cách đối diện khó khăn. Cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Bây giờ có lẽ là lúc mà chúng ta nên đối diện với những khó khăn. Ích Nhi, hãy mau lớn mạnh đi, làm một hoàng đế tốt. Hoa khai hoa lúa, Trương công tử, ta không trách huynh. Huynh cũng đã cố hết sức. Châu Nhi, quay lại. Trương Tử Vinh đưa muội ấy quay lại. Hoàng thượng, nghe lời chậm. Dạ.
Thái hậu, Thái phi nương nương tới rồi. Nói với muội ấy là A Gia không được khỏe. Dạ. Tỷ tỷ, muội muội có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Thanh nữ, người nói đi. Thái hậu, Châu Nhi... Châu Nhi làm sao? Nói. Châu Nhi cô nương bị Dinh Nhi công tử nhốt ở trong phòng, không cho cô ấy đi. Cái gì? Sao có thể làm chuyện phạm cung quy như vậy được chứ? Thái hậu, đập mạnh vào. Mở cửa. Thái hậu, tránh ra. Thả cho ta, đánh cho đến chết. Dạ. Người đâu? Không được đụng đến cô ấy. Thái hậu, là Điệt Nhi cưỡng ép giữ cô ấy ở lại, không liên quan đến Châu Nhi cô nương. Xin Thái hậu xử trí Điệt Nhi. Ngươi đừng tưởng sau lưng ngươi có cha ngươi, có hoàng thượng thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm đấy. Nơi này là hoàng cung, không phải nhà của ngươi. Ngươi đâu? Cũng bắt luôn nó lại cho ta, xử lý theo cung quy. Thái hậu, Dương Đức, lời của Ai Gia ngươi không nghe thấy sao? Nô tài không dám. Mẫu hậu, bọn họ làm theo ý chỉ của Nhi Thần. Muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt Nhi Thần trước. Được lắm. Một kẻ dám làm, hai kẻ dám nhận. Các ngươi muốn gạo nấu thành cơm cho Ai Gia xem chứ gì? Hoàng thượng, con nói đi, nên xử lý làm sao đây? Xin mẫu hậu hãy xử trí khoan hồng, tác thành cho họ. Tác thành cho họ? Hoàng thượng, con kêu Ai Gia làm sao tác thành cho bọn chúng? Các người có biết bà con xa của Ai Gia là ai hay không? Trên đời này của Ai Gia chỉ có một nhà bà con, đó chính là nhà Dinh Nhi. Ai Gia vốn muốn xử trí nương tai, ngày mai phái người đưa chúng xuất cung. Nhưng mà không ngờ rằng bọn chúng vậy mà đến một đêm cũng không thể chờ nổi. Hoàng thượng, Ai Gia vẫn chưa đủ khoan hồng độ lượng hay sao? Chúng ta không đấu lại bà ta đâu. Chúng ta đã rơi vào bẫy của bà ta rồi. À, Dương đại nhân, hạo quan đang sắc thuốc mới đây. Thái y, bổn tướng có chuyện muốn hỏi người.
Tính mạng của cháu ta có giữ được không? Dây dung mạo của nó có giữ được không? Bị quỷ hoàn toàn sao? Thái y, đa tạ ngài đã cứu mạng cháu gái ta. Đại nhân à, ngài đại nhân, ta muốn ở riêng với Linh Nhi một lúc. Dạ. Linh Nhi. Sao giờ người mới tới? Dạ, con muốn về nhà. Dạ, tới đưa con về. Dạ. Ta biết chứ. Đây là lễ vật sinh thần hoàng thượng tặng cho con. Dạ, con muốn đội nó. Đội lên. Thái hậu, Trương đại nhân tới rồi. Thái hậu, mới sáng người triệu thần vào cung có chuyện gì không? Chuyện Khanh không nghĩ tới được cũng là chuyện mà Khanh không muốn nhìn thấy. Người nói thẳng ra đi. Thanh mai trúc mã của hoàng thượng đã leo lên giường của con trai Khanh. Người có thể nói rõ hơn một chút hay không? Nữ nhân mà hoàng thượng thích tối hôm qua đã leo lên giường của con trai Khanh đó. Ca ca, muội nói như vậy đã rõ chưa? Dinh Nhi không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Không có ai hiểu con bằng cha. Ca ca, còn không biết con trai của mình sao? Cha nào con nấy, con trai ca ca có thể làm được chuyện như vậy, muội muội không kinh ngạc chút nào đâu. Rốt cuộc muội muốn nói gì? Con hơn cha là nhà có phúc. Con trai của ca ca sẽ đi xa hơn ca ca, muội muội từng nói như vậy, ca ca có còn nhớ không? Huynh nhìn ai ra làm gì? Tự huynh đi hỏi Dinh Nhi đi chứ. Dạ, con đẹp không? Đẹp lắm. Dạ, con đau. Dạ, Linh Nhi đã làm gì sai? Linh Nhi không làm gì sai. Là Gia đã hại con. Gia cũng đã để con dính líu tới chuyện này. Dạ, là gì muốn tốt cho Linh Nhi thôi. Dạ là chị chính mình. Linh Nhi à, Dạ làm chuyện không nên làm. Nhưng ông trời lại bắt Linh Nhi gặp báo ứng. Dạ, con đau lắm. Con không chịu nổi nữa. Dạ biết. Ngư y đã sắc thuốc mới rồi. Còn uống vào
Cô uống vào sẽ không thấy đau nữa. Con uống vào sẽ không thấy đau. Uống xong rồi chúng ta về nhà. Ta hỏi con, chuyện tối qua là thật sao? Phải. Là con kêu nó lên giường của con hả? Dạ phải. Nó là nữ nhân hoàng thượng thích nhất, con không biết sao? Đó là chủ ý của hoàng thượng. Chủ ý của hoàng thượng? Con biết rõ đó là cái bẫy mà vẫn nhảy vào. Dạ, hài nhi không có lựa chọn nào khác. Không lựa chọn, ai ép con? Hoàng cung này là một cái bẫy lớn. Kể từ lúc con vào trong cung thì đã rơi vào cái bẫy này rồi. Cha nói xem, là ai đang ép con? Châu Nhi đó đã biết được là con phóng quả Ngô Đồng Tiểu Trúc. Làm sao nó biết được? Cô ta rất thông minh. Đêm đó cô ta có tới hiện trường, phát hiện ra manh mối. Bao chừng đã đến tra chỗ Châu Nhi rồi. Cha nói Hà Nhi phải làm sao đi? Theo ta về nhà, xuất cung ngay bây giờ. Cha đưa Châu Nhi cô nương về nhà, thay con canh chừng cô ta. Vậy còn con? Thái hậu nói bà hối hận để con và cha coi hậu cung này là nhà. Nhưng bà ấy hối hận muộn rồi. Kể từ lúc con bước vào trong cung thì mạng của con đã bị trói buộc vào hoàng thượng. Con muốn ở lại đây. Hoang đường! Con coi nơi này là nhà hả? Tự nghĩ mình thông minh. Lúc đầu để con lại trong cung là vì con thông minh. Nhưng không ngờ bây giờ con còn ngốc hơn ca ca của con. Mạng của con bị trói buộc với hoàng thượng, mơ mộng hão huyền. Giống như năm xưa cha con muốn trói buộc chung với thái hậu, cũng là mơ mộng hão huyền. Con hãy nhớ kỹ cho ta, chỉ khi vận mệnh của con và vận mệnh của cha trói buộc với nhau thì đầu của con mới có thể dính liền trên người của con. Cha là cha, Dinh Nhi là Dinh Nhi. Cuối cùng ta đã biết vì sao thái hậu nói với ta con đường sau này của con sẽ đi xa hơn ta rồi. Thái hậu gia đâu? Thái hậu. Thái y, không phải người nói Dương mỹ nhân có thể giữ được mạng sao? Thái hậu, không liên quan tới thái y, là di thần tự tay giải thoát cho Linh Nhi. Dương đại nhân, khanh. Linh Nhi là một đứa trẻ, thay chúng ta chịu tội không công bằng, di thần muốn đưa nó trở về nhà. Thank you.
Dương đại nhân, ngay đây là... Lão phu đưa cháu gái về nhà. Dương đại nhân, hạ quan không nhận được cung bài thả cháu gái của ngài. Hạ Hoài Mẫn, người để lão phu xuất cung. Hạ thống lĩnh, hạ thống lĩnh. Dương đại nhân, thứ cho hạ quan không biết sự tình, mong Dương đại nhân nén đau thương cho qua. Hoàng thượng, thần muốn gặp người. Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng liên quan tới quả án. Là chuyện gì vậy? Chuyện rất quan trọng, thần nhất định phải nói chuyện riêng với hoàng thượng. Thái hậu, thần muốn đưa Dinh Nhi về nhà, đi ngay bây giờ, và ca nữ Châu Nhi nữa. Trước khi về nhà, Ai Gia muốn nói vài câu với Dinh Nhi. Dinh Nhi, con vào cung được bao lâu? 10 năm. 10 năm rồi sao? Chớp mắt mới giống như ngày hôm qua. Cuộc đời mỗi người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có thể chớp mắt được mấy lần. Từ sau khi con vào cung, Ai Gia đã coi con giống như con ruột. Nhưng mà con lại khiến cho Ai Gia đơn phương suốt những 10 năm. Trước khi xuất cung, con không muốn nói điều gì sao? Thái hậu, Dinh Nhi không muốn xuất cung. Người nói đúng, Dinh Nhi vào cung từ nhỏ đã xem cung là nhà của mình, coi người và hoàng thượng là người thân của mình. Con coi hoàng thượng là người thân, còn Ai Gia thì không. Ai Gia sợ rằng con coi hoàng thượng là người thân, giống như Ai Gia cũng là tự mình đơn phương. Con cưới Châu Nhi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trước khi xuất cung, Ai Gia muốn tặng cho con một câu, con phải nhớ cho kỹ. Cho dù con cưới Châu Nhi với mục đích gì, từ nay về sau, vận mệnh của con sẽ được trói buộc với hoàng thượng. Sớm muộn con cũng sẽ bị sự kích động của mình làm con phải trả giá. Có chuyện gì? Nói đi. Hoàng thượng, người còn nhớ câu chuyện về Tống Viên Ngoại tiên đế đã kể năm xưa không? Chuyện xưa đã cũ, nhắc tới để làm gì? Câu chuyện xảy ra đằng sau chuyện đó, thần muốn kể cho hoàng thượng nghe. Bây giờ trẫm không có tâm trạng để nghe. Hoàng thượng, thần muốn kể câu chuyện về một nữ nhân điên. Năm xưa sau khi Tống Viên Ngoại kể xong câu chuyện đó, trong nhà đã xảy ra biến cố. Tống Viên Ngoại vì quá kinh sợ, không lâu sau thì bệnh qua đời, để lại một con trai duy nhất còn nhỏ. Trước lúc lâm chung, Tống Viên Ngoại gửi gắm gia nghiệp và con nhỏ cho nữ chủ gia đình. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã không biết mẹ ruột của mình là ai. Một ngày trong nhà Tống gia có một nữ nhân bị điên chạy ra. Đứa trẻ đó nhìn bà ta đầu bù tóc rối, trong lòng bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn. Làm sao ngươi biết được câu chuyện này? Bà ấy đang ở đâu? Lúc thần ở Uyển Đoan, một nữ nhân đã tìm đến thần. Bà ấy tự xưng là nữ nhân điên của nhà Tống Viên Ngoại. Lời của một kẻ điên mà ngươi cũng tin nữa? Bà ấy không điên. Bà ấy nói mấy năm đó bà ấy vẫn luôn giả điên giả khùng. Sao tiếp trầm? Thần nói với hoàng thượng là để hoàng thượng có thể tin tưởng thần. Hoàng thượng, lửa của hoàng cung đã cháy tới triều đình. Quách Què chết rồi, Dương Thủ Trung thì mất tích, cháu gái của Dương đại nhân cũng vậy. Còn không tìm ra chân tướng, một khi tình hình mất kiểm soát thì sẽ diễn biến thành một vụ tai nạn không thể khống chế. Tìm ra chân tướng có thể cũng là một vụ tai nạn.
人生本就是梦幻。